Tiết này Hàn rất là đẹp, không bị hanh khô, mát. Ok, cảm ơn các bác nhé, đẹp quá, tự khen cây của mình đẹp quá. Đẹp quá, lâu lắm mới sở hữu được một cây rất là hương nhỉ. Xin chào các bác, hôm nay không thể chờ hơn được nữa. Bây giờ mới có mấy giờ nhỉ, mới có 7 giờ tối rồi các bác, 7 giờ chiều, 7 giờ tối ấy. Thì vợ đi làm chưa về. Tôi lên tôi làm cây này trước, không thể chờ. Mọi khi là thường là chờ đến khuya khuya, cơm nước xong rồi lên ấy. Nhưng mà hôm nay muốn làm cây này lắm rồi, đưa về 2 hôm rồi, chưa thay chậu, chưa làm được. Nó một cây sành rất là đẹp, sành Nam Điền, cực kỳ đẹp, siêu phẩm. Có thể gọi siêu phẩm được rồi các bạn, tôi cứ gọi thế cho sướng mồm, siêu phẩm. Từ dáng dấp chân bệ cho đến cái độ hoàn thiện. Đấy các bác nhé, các bác nhìn thấy thích không? Đấy, hôm nay tôi ra chợ, chỗ bán chậu tàu, tôi tìm cái chậu nó kích thước nó cỡ này, mỏng cái này thôi. Chậu tàu cũ nhưng mà không có. Nó kích thước của nó có, nhưng kích thước này được chiều này mất chiều kia. Còn mấy chậu tàu cũ nữa thì nó đắt quá, thì tôi cho cái chậu này. Đứng thành này cũng khá là đẹp, tí nữa tôi cho lên các bác nhìn thì sẽ rất là đẹp. Đấy, mà nó đời mới mà nó rất là đẹp. Nhưng nó không đắt lắm, nhưng mà nó cũng rất là hợp với những cái cây dáng trực. Đấy, lót đít rồi các bác nhé. Bây giờ tôi thay chậu thôi và chỉnh sửa một tí cái cây này. Chứ thực tế của nó, tôi cây này nó cũng hòm hòm, cũng không động được cái gì nhiều. Đấy, cái chân bệ các bác nhìn này. Chân bệ là được đan ra, được đan, được làm từ sớm này, cho nên là nó rất là như mắt lưới này các bác. Đấy, các bác nhìn có thể tối hoặc là do cái bèo này thôi. Nhưng mà nó mặt nào nó cũng có bệ hết, rất là đẹp. Đấy, các bác nhìn. Đấy, các bác nhìn, mặt chính chơi đây. Rất là phê. Rất là phê nha các bác nhé. Từ trên xuống các bác nhìn thế này, dầm nó dày lên nữa thì tuyệt vời. Dầm nó dày lên nữa thì tuyệt vời. Có vẻ như bác chủ cũ không chăm sóc cho lắm, nhưng mà về tay tôi thì cây này sẽ rất là đẹp. Yên tâm một điều như thế, nó hòm hòm cho các bác, chỉ làm nó đẹp hơn thôi. Đấy, nó không còn là phải là cây phôi mà chúng ta phải sống trong tưởng tượng nữa. Các bác, cây cối giờ kiếm được cái cốt như này rất khó đấy các bác nhé. Phải nói là như vậy, thứ nhất là nó form dáng rất là đẹp, cao đến đây là 35 phân, hoàn thiện cao 35 phân từ mặt chậu lên các bác nhé. Đấy, và quan trọng là nó hoàn thiện các bác, chứ những cái cục kịch bây giờ có những cục mà phôi xanh ván tiền trăm, chưa có tay cút gì mấy trăm. Đấy là sự thật chứ không phải là ảo phần nào thôi các bác. Đấy, thì các bác đến bao giờ mới xong cây, đến bao giờ xong cây, trong khi những cái cây như này vừa thân cốt chân bệ vừa tay cành là hòm hòm rồi, thì tại sao ta không chơi đúng không ạ? Tại sao chúng ta không chơi? Ok, tôi sẽ nhấc sang cái chậu kia con nhé. Chất trồng rất là tốt được các bác nhé. Bác ấy vừa mới trồng chậu này mà,
gồm thấy có cả chấu đốt dở này, xỉ than, vỏ lạc, đất thịt, có cả phân nữa, rất là tốt rồi, không thể tốt hơn được rồi.
các bác. Chỗ tàu khá hợp, khá ok đấy các bác. Bạn nhìn thấy chưa? Đấy. À, lúc nãy ông anh đến chơi ông bảo là có vẻ cái chậu này không hợp, nhưng mà em thấy nó vẫn là rất là ok, hợp. Tất nhiên nó không phải là cái thật xuất sắc so với cái chậu, so với cái cây này, nhưng mà rất là hợp rồi. Đấy. Thích cái mặt chữ này, chả biết nó là bài thơ hay là cái gì, chịu, chả biết. Bác nào có biết đây viết cái gì đọc giúp em đấy nhé. Đấy. Cắt thu form rồi, tạm thời thì bệ tạm thời không nhìn thấy bội các bác nhé. Phủ sơ dừa cho nó khỏe, cho nó lan bệ ra. Đục sửa một tí đây, đây, chút đây. Đấy. Cắt thu lại hết ra răm một chút nữa rồi các bác. Không có gì thay đổi nhiều, chỉ có duy nhất là cái chỗ này, cái tay này là em thay đổi. Người ta để tận đây nó không hợp lý, thậm chí sau còn phải bỏ tận trong này này. Đấy. Cơ bản là ok rồi, cơ bản ok rồi. Hai mặt đều chơi đều rất đẹp, mặt nào chơi cũng đẹp, mỹ mãn luôn các bác ơi. Bác này mà bác ấy chăm kỹ mà vào tay nhà nghề thì chắc không đến lượt mình. Quá xuất sắc, quá xuất sắc. Đấy, các bác không biết nói gì hơn, cây rất đẹp, không biết nói gì hơn. Tôi thích chơi mặt chữ này là mặt chính hơn, mặt này cũng chơi đẹp thì chơi phong cảnh. Đấy, mặt này cũng rất đẹp, chẳng chê được mặt nào nữa. Chết dở, đẹp quá. Đấy, lâm đã được thu ngắn lại khá nhiều, khá nhiều. Đấy các bạn, tí nữa sẽ gặp bớt những cái lá này đi cho nó, cho nó tức, cho nó ra mầm cùng một lứa. Thời điểm này là đẹp chứ mấy chứ sau này nó lạnh rồi thì lại làm nó lại không hay. Thời tiết này làm rất là đẹp, không bị hanh khô, mát. Ok, cảm ơn các bác nhé, đẹp quá, tự khen cây của mình đẹp quá. Đẹp quá, lâu lắm mới sở hữu được một cây rất là ưng ý. Tuyệt vời, tuyệt vời các bác.